Xin kính chào quý vị. Ngày thứ hai trong tuần, các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tiếp tục bán ra. Trang CNBC cho biết là số lượng bán ra đã bằng một nửa số điểm mà thị trường đã đạt được trong mùa hè vừa qua. Cụ thể, như chỉ số S&P 500 đã trượt xuống mức là 4.000 điểm, tức là mức bằng một nửa so với mức đỉnh đã đạt được trong giai đoạn từ giữa tháng 6 đến tháng 8. Vùng mất điểm này được các nhà quan sát gọi là đầu và vai, nghĩa là vùng có 3 đỉnh, trong đó thì 2 đỉnh nhỏ được gọi là vai, còn đỉnh cao nhất là đầu. Chỉ số này đã qua một đỉnh nhỏ rồi một đỉnh rất cao. Điều này có nghĩa là thời gian tới sẽ còn giảm sâu hơn trước khi trở lại mức đỉnh vai thứ hai. Nhật báo Phú Quân Bình, dữ liệu việc làm mới được công bố đã tốt hơn kỳ vọng. Điều đó càng củng cố nỗi lo rằng Fed sẽ ung dung với chiến dịch tăng lãi suất mạnh tay. 11,2 triệu việc làm còn trống trong tháng 7. Theo Jung Yuma của quỹ tài sản BMO thì là con số quá lớn để dẫn tới thái độ cứng rắn và mạnh tay của Fed. Nhưng Fed cứng rắn và mạnh tay tới khi nào? Phải chăng Fed sẽ không quan tâm tới các phản ứng của thị trường chứng khoán? Câu trả lời là có quan tâm, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc. Theo Bloomberg thì đợt tăng trưởng của thị trường chứng khoán vừa qua dựa trên niềm tin rằng là các quan chức tiền tệ sẽ không tăng lãi suất quá lâu và rằng khi đạt được một mức đỉnh, họ sẽ sớm hạ lãi suất như đã từng diễn ra trong vài thập kỷ trước. Nhưng theo bài báo, thời mà các ngân hàng trung ương giải cứu nền kinh tế trượt dốc bằng hạ lãi suất đã qua. Bây giờ chúng ta phải đối mặt với một thế giới tăng lãi suất cho đến khi lạm phát phải khuất phục, dù cả nền kinh tế có gánh được lãi suất đó hay không. Còn đây là bức ảnh mà trang MarketWatch đăng về vị chủ tịch Fed, khuôn mặt nghiêm nghị, quyết tâm, để lại sau lưng là nền kinh tế và các chỉ số chứng khoán. Nhưng liệu ông Jerome có ngó lơ được thị trường mãi? Nghiên cứu 6 chu kỳ tăng lãi suất của Fed trong lịch sử thì thấy là chứng khoán thường chạm đáy 57 ngày, tức là gần 2 tháng, thì Fed kết thúc chu kỳ tăng. Còn khi nào Fed thực sự đảo ngược chính sách, tức là hạ lãi suất, thì là điều khó đoán. Nhưng cũng theo các chuyên gia, thay vì đợi và đoán khi nào Fed hạ lãi suất trở lại, thì điều đáng quan tâm hơn và quan trọng hơn là hãy tìm hiểu đâu là mức giá mua vào trung bình tốt nhất. Lê Tuyển, phóng viên truyền hình Việt Nam từ New York.